បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងសិក្សាអត្ថបទរឿងទុំទាវបាទជាដឹងហើយថារឿងទុំទាវគឺជារឿងមួយដែលបានយកទៅដាក់អំពីបញ្ហាសង្គមខ្មែរនៅក្នុងសម័យលង្វែកហើយរឿងទុំទាវនេះគឺនិពន្ធដោយព្រះភិក្ខុសោមនៅឆ្នាំ1919តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តែម្ដង ចឹងមុននឹងចូលដល់អត្ថបទដកស្រង់សូមស្វែងយល់អំពីពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនសិនដែលយើងមានក្នុងសុភាសរាចណាបាទចឹងសិក្សាពាក្យពិបាកអធ្វាបាទអធ្វាប្រថាផ្លូវវិតោវិតោមានន័យថាសេចក្តីត្រិះរិះឬការរំពឹងគិតពិដោបាទចឹងពិដោមានន័យថាក្លិនប្រស្រ័យបាទមានន័យថាការស្រឡាញ់រាប់អានការតាក់ទងហឫទ័យមានន័យថាដួងចិត្តឬក៏ទឹកចិត្តបាទ បាទនេះមានថាពាក្យសម្រាប់ហៅកូនប្រុសឬមនុស្សមានអធិភាពទៅជាងខ្លួនដែលទុកស្មានឹងកូនប្រុសបង្កើតប្រនិបត្តិគឺជាការសំដែងសេចក្តីគោរពហត្ថៈប្រាថ្នាដៃព្រះទ័យមានន័យថាទឹកចិត្តពុទ្ធដីកាបានន័យថាការសួរនិយាយរបស់ព្រះសង្ឃព្រះបន្ទូលព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះសង្ឃជាដើមទូលមានថាប្រាប់ឬក៏ឲ្យដំណឹងបាទ អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់អត្ថបទដកស្រង់ខ្ញុំសូមសួរសំណួរមុនទៅពេលដែលបងប្អូនមើលសំណួរនេះហើយអាចកត់វាទុកទៅឬក៏មើលតាមសៀវភៅរបស់យើងតែម្ដងក៏បានហើយនៅពេលដែលយើងដឹងសំណួរហើយអូនអ្នកនេះនឹងឈានដល់អត្ថបទដកស្រង់តែម្ដងពេលដែលស្ដាប់អត្ថបទដកស្រង់យើងអាចស្ដាប់បណ្ដាយើងអាចឆ្លើយសំណួរបណ្ដាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានសំណួរមុនដោយសារយើងចង់ដឹងថាតើពីសួរពីអីអញ្ចឹងពេលយើងដឹងហើយយើងទៅមើលអត្ថបទយើងតាមដំណ
បាទចឹងមកខាត់ទេសូមស្ដាប់សំណួរអស់គ្នាសំណួរទី1តើអត្ថបទការខាងលើនេះមានប្រភពមកពីណាអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធសំណួរទី2តើអត្ថបទការខាងលើនេះនិយាយអំពីអ្វីបីចូលបង្ហាញពីខ្លឹមសារអត្ថបទជាពាក្យសម្រាយ4ចូលបង្ហាញនឹងគោលគំនិតតាងចំណាប់ជួនវគ្គទី1និងវគ្គទី2ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ5 6ប៉ុន្តែឆ្កែស្រែងលោតលាងជ័យសន្ធីក្រខប់ងប់ក្រឡាញ់ច្រមាស់បុះមៀកច្រកែងទួយប្រភិញគោមួយឈើទៀលត្រាញ់រិចពឹសថ្មិញត្រីរៃអញ្ចាញអង្កាញ់អង្កោកណ្ដាលបាតត្រាត្រៀកចងរៀតជ្រះខ្ទីងខ្ទុំគោគីរាំងភ្នំបេងបាយម៉ាតស្ដុកស្ដល់ស្ដីស្ដៅត្រាវក្ដួយក្ដាតលាងសាលសត្វបារកាស្រល់ទុំដើរក្នុងបៃរំបៃសັດស្រងូតស្រងាត់ក្នុងចិត្តសល់វិតកក្នុងកាយគិតខ្វាយខ្វល់នឹកដល់ទាវស្រីមិនមានស្
ca ơi ca đó nơi nứt chất bằng cái bị đau một hơi khẩn thay bị đau phá la ca cầm phăng đôi bong nẹp nâng tiêu bị say bị đau bộ phá ca chấm bấy
đôi bóng nẹp sấy tiêu ớt mòn chấm pa chấm bớt tớp chuộp khnê ấy lơ kliệt kliệt tiêu nuôn lòng rộm đuôl on uôl bê cân lòng chất bóng à lấy khlấy con thà ô bóng bị đào ca cổ văn đôi khlân tiêu sư bắn chất ca gia bị đào thamay thamay đôi khlân bà ca chọp nơi chi pa hôm cổ văn đá đói về vên trang đô tra tôn tiếp sorya dìa tra cắt miên mơ mệt mi bộ bộ cổ sạch đôi con bóng chặt bí tiêu mộc cân lòng cổ lưng bà ca cổ lành đôi khuôn ông anh trách đà rộng bộ bích bộ bụl hà chô chô đốc đôi ông anh mộc nới rùm cài cổ linh cổ lũng cổ lệnh vết cổ lắc hà bài cú bông hoài đôi bông bài tiêu thái chóm cháy mộc đo than ái ông ai ca o bông sở nọ sát tà vào dùm khôn ông bây trở sắp phía xa hạ mọt tiêu xuân nguồn con nạ thả cho cha xa xóng bông sở mày trò dông dùm chú lông chá lòi cú viê ha hai bài khỉa tư chiều chạy đôi khuôn ông anh bài tiêu thái dút ngay bùm sọc tốc ớt bài bóng sắp xô sắp rây cân đăng môn bây bà bằng rong nhiều chạy bóng nức rô lức tiêu tiệt hơi tiêu ơi xâm xuân nuôn gọng bìa đá đôi bây chóng rùm lôn chơi tô ti hà tử tùm tùm khỉa trò sức trò xong ha rì rì trò sức trò xong ha rì rì sẽ nuông cú vía xó xìa tùm sai cá sai rốc cú sập bài hà chẳng ai tùm nhí xí sổ cùng sắp sát chờ vật khôn nông bây phân núm dìa dùm chờ lòng xóng sạm mày thả khai xâm đánh tùm nâng bịch không sốt đa trách tên chụp ngay bán đo phùm sốc tục à lấy chú bà đai bà sảy xua tờ mộc tùm bán xa sắp bà đai tha khuyên côn miền cá sạch ao dọc khuôn khuyên nâng bịch ôn bình lộc trong khôn nông hà rạch tấy là bấy tờ đò chia nhẹ châm riêng là bấy là bấy là bấy hẹt nít lúc ở đáy sống đầm cờ công ạ công ơn công ơi sở sạch sủa gồm biến khôn nông than ai niêng bà đáy tùm sạp sạp sông đầy con bạp gọp bấy nhẹ miền bà đáy bờ con nhẹ tư bờ giật cái cho thoai khôn nhẹ ai chạy đầy công ba thuê thuê bờ hẹt luôn cùng khơi xây dũng buôn bỏ lại bởi dắt cầm chắc nơi khang là bánh không xoay không xoay lẽ bị ai tôm kra bỏ nửa bật hát xong bè liêng bật đai rồi hả tiếng bị cài đà tơ đò vót bà có thoái bóng cung rạp rái đâm là bàn ôn ôn cuốn kra tiếng bị nẹ lục rù xmọc xmạc bè tê xàn miên bút đề ca xua chóng đằng đàn tôm sao tù tàn mân miên lệ yên tu tha sạch chất bầm rơ mọc đòn hai rửa dọc chia chồng riêng ta có bầm rơ chia phì liếng cựu tiên sạp chạy thân nhạc xe mạc đầy bút đề ca thả á bầm rơ sát dụt ngay bởi giật khuôn cổng bay công ba chô chất sạch nâng sảy khách ong chạy kỷ dọc tổ xa bán chô quạc sát bởi giật bàn đâm nây tì thàn ong sạch trà công chô bê sạch bởi giật cá quan ông sát ra bè bò bật bà rừng nít bà đọ xong trên bì rừng tùm tiếu bò bè bò tùm thê xóm trên cơ bì bàn đặt nơi át bò đọ xong đọ nè hơi kim sô mù lạc xin đùa lạng vinh đọ thiếp thuốc xin đùa thiên bàn an bì đà mà hơi ở đây mù lạc xin đùa mùi mùi lạng vinh ra mùi ta át bò khẳng lờ nít miếng bật phục màu bì ná nhận ná chỉ nhận ít bồn bì ta át bò khẳng lờ nít để giấy âm bì ở vầy bấy chỗ bằng hán bí khẩm xa át bọt chí bịa xâm rài 4. Chỗ bằng hán nâng cố cầm nụ táng châm nạp chuốn vẹ tì mũi nâng vẹ tì bí ai bàn tầm trữ 5. Chỗ bằng hán bí ca bụ bò rạm khôn nông át bọt 5. Tá sập hoàn phía xa rứ xa lạp bạc phía xa nơi khôn nông át bọt ca khẳng lứa thật nơ trọng nà mà chắc xin khâm tháp ôn phụ ôn khá bí bàn mới bị tổn đi hay nên thật không cho nói dùng đuôi tên phẩm mùi đi nhưng ở khả ní hay gồm bây mình cả thật vô thể hết hay gồm chơi chơi ổn lại chơi nghiên cứu tại thật không riêng sốt nên bằng lại mình to tiết tụi bây giờ dương nập tiết ở đó có dương thật tại thật không riêng sốt đấy gồm ở bì bà lì hù ở bây giờ chỉ trong cầu đi xôn chung bò ở bộ ổn sản xuất thằng lái tụi tụi bán chung chi nâng cả sắc xá nâng mình sắp biểu lọ tiền ở khả ní bà hãy xong cầm phép cho subscribe nâng cho xin nhạc hình đăng phát đồng bày cho thủ bàn là video mê riêng với thầm mây bằng tỏ tiền bà.